Sáng nay ngày 7 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận, nguyên trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang, cùng 4 thuộc cấp trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe. Các bị cáo cấp sai 5.056 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu. Các bị cáo gồm Nguyễn Bá Quận sinh năm 1962, nguyên trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang, Nguyễn Hữu Ân sinh năm 1975, nguyên phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Bùi Quốc Khánh sinh năm 1990, nguyên đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Võ Chí Linh sinh năm 1982 và Nguyễn Hoàng Em sinh năm 1985, nguyên là cán bộ phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang, cùng bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân. Theo cáo trạng, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch cho tất cả mọi người, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc về việc cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm số xe. Để phục vụ cho công tác đăng ký, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã cấp cho Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh An Giang mật khẩu tài khoản để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe. Theo đó, những cán bộ này đã sử dụng các mật khẩu tài khoản được cấp để thực hiện các thủ tục đăng ký mới, sang tên trong và ngoài tỉnh, thu hồi cải tạo xe, xác minh trong tỉnh, cập nhật trạng thái phương tiện ô tô. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2021, Nguyễn Bá Quận với vai trò trưởng phòng đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn. Được sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Em và Võ Chí Linh, Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người quen. Qua đó, các bị cáo đã cấp tổng cộng 5.056 biển số cấp sai quy định, gồm 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi, 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ, lấy biển số trực tiếp sai quy định. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023.